Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại channel Pegita. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review cây Giannini CDNR Pro Thin EQ. Đó, thùng mỏng, mang phong cách của bác Chí Tài ha các bạn. Nhắc tới nghệ sĩ Chí Tài thì chúng ta không quên được hình ảnh mà bác Chí Tài cầm cây đàn thùng mỏng đứng trên sân khấu, rất là ngầu luôn các bạn. Cái cây Giannini CDNR Pro Thin EQ này thì nó là một dòng thin body thùng mỏng. Đó. Cây này thì của anh Phong ở ngoài Ba Đình, Hà Nội. Anh đã đặt rồi, anh yêu cầu là review cho anh ha. Thì mình cũng đã làm review cái cây này rồi trên mạng á. Các bạn search lên YouTube, các bạn gõ là Giannini CDNR Pro Thin EQ là sẽ ra liền. Đó, thì hôm nay mình sẽ review riêng cho anh Phong cái cây này. Anh thích là anh cứ thích kiểu như là đàn của ảnh thích nghe âm thanh trước. Rồi. Cái này thì mặt top của nó là gỗ Sida, lưng hông là gỗ Rosewood nha các bạn ha. Còn đàn gỗ Nato phím, mặt phím này là gỗ Rosewood luôn. Rồi, ok. Đàn trang bị thêm hệ thống EQ Fishman của Mỹ. Thật dòng thin body này nó ưu điểm của nó là chơi trên sân khấu nó sẽ không gây ra hiện tượng feedback, ý là các bạn cắm lên loa đó, chơi trên loa thì nó không ra hiện tượng feedback hay còn gọi là hiện tượng hú. Hiện tượng feedback là hiện tượng mà kiểu như là nó dội ấy, các bạn cộng hưởng âm thanh nó dội nó ra hiện tượng hú ha. Riêng cái dòng thin body thùng mỏng sẽ không gây ra hiện tượng đó. Đó, đó là điểm tối ưu. Còn nói về âm mộc thì bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức nghe. Rất là vàng, ấm ha. Thanh niên nha các bạn, lên dây. Nghe đã không? Đó, một cây thùng mỏng nha. Yeah. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên loa.
các bạn. Thường thường những cái cây đàn mà nó lớn á, những cây đàn mà thùng dày á, thì mình vặn max volume nó hú liền. Con này không hú ha, max volume rồi nè. Đó là điều đặc biệt của một cây đàn thin body thùng mỏng. Tại vì đánh nhiều chày đàn của anh nữa, anh la em ra tội em ha, oan cho em đó ha, mới tin. Rồi bây giờ cùng nhau đóng gói, bây giờ mình sẽ đóng gói mình gửi đi Hà Nội. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình review đàn cho khách hàng tiếp theo. Bye bye mọi người, giữ gìn sức khỏe nha.